Đắc Hờ Rin trên đường đổi mới và phát triển. Xã Đắc Hờ Rin được thành lập ngày 29 tháng 10 năm 1983 theo quyết định số 122 ngày 29 tháng 10 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, với diện tích tự nhiên 6.717,59 ha. Xã nằm cách trung tâm huyện Đắc Hà 10 km về phía Bắc. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự đoàn kết thống nhất cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã không ngừng nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên con đường đổi mới. Sau khi rời quân ngũ, ông Lục Văn Tua, quê ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chọn Tây Nguyên là nơi gắn bó và lập nghiệp. Chứng kiến cảnh quê hương thứ hai đang thay ra đổi thịt từng ngày, những người như ông không khỏi phấn khởi và tự hào. Ông Tua cho biết, giai đoạn mới thành lập, xã Đắc Hờ Rin chỉ có 300 hộ với trên 1.200 nhân khẩu, người dân tộc thiểu số, sống thưa thớt tại các làng nằm cách biệt nhau. Thời điểm đó, các công trình thiết yếu như điện, đường, trường trạm đều thiếu và tạm bỡ. Hệ thống đường giao thông nông thôn đi lại khó khăn, cộng với cái khó, cái nghèo, đeo bám đã đặt ra vô vàn thách thức cho cả hệ thống chính trị của xã. Đảng ủy và ủy ban thì cũng có cái hướng là bắt đầu phát triển cái kinh tế của xã Đắc Hờ Rin lên. Chủ yếu là thời điểm đó nó cũng kết hợp với các nông trường, vận động bà con là phát triển cây công nghiệp, trồng cây cà phê và cây cao su. Lúc đầu thì vận động bà con vào nhận khoán cho các nông trường cao su, sau đó là vận động các hộ gia đình, hộ nào có điều kiện là mình bắt đầu phát triển trồng cây cà phê và cây cao su. Người chủ yếu là cứ phân công cán bộ đảng viên xuống từng thôn để cùng với chi bộ là tuyên truyền vận động bà con chuyển giao cái khoa học kỹ thuật cho bà con nắm được, để bà con người ta là dần dần người ta bà con tự làm, tự phát triển thì nó có hiệu quả hơn. Năm 2000 đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức đảng xã Đắc Hờ Rin khi Ban Thường vụ Huyện ủy Đắc Hà ban hành quyết định số 684 ngày 5 tháng 4 năm 2000 về việc thành lập Đảng bộ xã Đắc Hờ Rin, bao gồm 27 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Qua các kỳ đại hội, Đảng bộ xã đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị là trung tâm đoàn kết trong đảng và mối quan hệ mật thiết giữa đảng với quần chúng nhân dân. Đến nay, Đảng bộ xã có tổng số đảng viên là 206 đồng chí, 64 đảng viên là người dân tộc thiểu số, sinh hoạt tại 15 chi bộ. Trong 40 năm, đã kết nạp được hơn 200 đảng viên, đạt bình quân 4,7% một năm. Vượt qua những khó khăn, thử thách, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, theo phương châm dám nghĩ, dám làm, vận dụng sáng tạo các quan điểm của đảng, pháp luật của nhà nước vào thực tế của xã, làm cho nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của đảng. Từ đó càng quyết tâm đoàn kết, gắn bó xây dựng vùng kinh tế mới ngày càng phát triển. Đảng ủy đã tập trung đề ra những cái chương trình, những kế hoạch mà nó sát với tình hình thực tế. Đấy, và thứ hai nó phù hợp với điều kiện ở địa phương. Đấy, trong đó thì lấy cái nòng cốt là người dân. Đấy, trong cái việc triển khai thực hiện, đấy, nó phù hợp với cái đặc điểm tình hình. Hiện nay thì đảng ủy lãnh đạo về phát triển kinh tế trong cái chuyển đổi cây trồng vật nuôi nó phù hợp với thổ nhưỡng, nó mang lại cái năng suất cũng như là cái giá trị. Thì qua quá trình triển khai thực hiện thì đến nay thì đã có rất là nhiều cái mô hình cũng như là nhiều tổ hợp tác xã trong cái việc mà tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi từ một xã đặc biệt khó khăn. Thì hiện nay thì xã đã đạt tiêu chí về nông thôn mới năm 2021. Với quan điểm lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, trên cơ sở nền tảng được tạo dựng từ các đề án chương trình phát triển kinh tế xã hội, cùng với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, xã đã lồng ghép hiệu quả nhiều nguồn lực từ các chương trình, dự án để đầu tư cơ sở hạ tầng như điện đường, trường trạm, tạo nền tảng để nhân dân đầu tư máy móc, vật tư nông nghiệp, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Song song với đó là cải tiến phương thức canh tác cũ, lạc hậu để nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản chủ lực.
Đây là vườn sầu riêng của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn Tân Lập A. Vườn sầu riêng của ông Thanh là một trong ba vườn sầu riêng của tỉnh Kon Tum, được cấp mã số vùng xuất khẩu vào cuối năm 2022. Ông Thanh cho biết, năm 2017, ông bắt đầu trồng thử nghiệm sầu riêng Thái với số lượng khoảng 50 cây. Sau một năm trồng thử nghiệm, nhận thấy cây sầu riêng phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây, nên đến năm 2018, ông đã quyết định cải tạo đất, chuyển đổi từ trồng cây cà phê sang trồng cây sầu riêng. Đến nay, ông đã trồng gần 2.000 cây sầu riêng trên diện tích hơn 13 hectare với các giống như Ri6, Musangking. Để giải quyết bài toán đầu ra nông sản, sau quá trình tìm hiểu, ông đã hoàn thành các thủ tục đăng ký. Đến năm 2022, diện tích sầu riêng của ông và hơn 50 vùng trồng khác trên cả nước được cấp mã số vùng trồng sầu riêng. Cái thứ nhất là cái quy trình sản xuất, rồi bảo thuốc, cái cách thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng đòi hỏi tương đối là khắt khe. Cái đầu tiên về cái quy trình chăm sóc thì phải có sự hướng dẫn của chi cục bảo vệ thực vật, những bỏ chăm bón những loại phân nào, sử dụng loại thuốc nào. Thứ nhất ý, phân ý, thì trên thị trường nó rất là nhiều, nhưng mà quá trình mà sử dụng mà mình để canh tác vào vườn mình thì chủ yếu là phải phân hữu cơ, mà phải có những đơn vị đạt đủ cái tiêu chuẩn chứng chỉ được cung cấp phân bón nó ra thị trường Việt Nam. Đấy là về phân bón. Còn về thuốc bảo vệ thì tương tự cũng vậy thôi, nó phải được chi cục bảo vệ thực vật, cục bảo vệ thực vật cho phép lưu hành. Còn đây là xưởng sản xuất chế biến thực phẩm, nông sản, trái cây sấy và dược liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Apanat ở thôn Tân Lập B, được đầu tư trên quy mô gần 1.000 m2 với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Theo chị Nguyễn Thị Minh Ngọc, ban đầu chị và gia đình chỉ thực hiện mô hình sấy nông sản, dược liệu với quy mô nhỏ và đơn giản. Nhưng qua tìm hiểu, để cho một sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận và có thể đứng vững trên thị trường, thì trong quá trình sản xuất, sản phẩm phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ một vài tiêu chuẩn nhất định. Do vậy, chị Ngọc mạnh dạn xoay vốn để đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng. Đến tháng 8 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn Apanat chính thức đi vào hoạt động, và cuối năm 2020, sản phẩm chuối sấy và mít sấy mang thương hiệu Joy được cung cấp ra thị trường đã đáp ứng được bộ tiêu chuẩn ISO 2005 trên nền tảng 7 nguyên tắc của HACCP. Hiện nay, không chỉ giải quyết bài toán cho hàng chục tấn nông sản, trái cây cho người dân địa phương, công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng một tháng. Sau khi công tác ở Sài Gòn, tôi chuyển về Đắk Dinh thì là tại vì muốn ở gần gia đình, gần cái nơi mà mình đã từng lớn lên, và muốn mình làm được một cái gì đó để đóng góp cho cái nơi mà mình đã lớn lên này. Thì sau khi về đây rồi, chọn Đắk Dinh rồi, thì tôi mới phát hiện ra là ở đây người dân mình đang có xu hướng chuyển ra trồng cây ăn trái nhiều hơn, ví dụ như là mắc ca, sầu riêng hay là chuối. Nhưng mà hiện thì vẫn chưa có một cái cơ sở thu mua nào mà để bao tiêu cho người dân hay là sản xuất chế biến sâu. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ mong muốn là mình sẽ liên kết được với nhiều người dân hơn, và mình sẽ ký cái cam kết giá cố định cho người dân để yên tâm sản xuất. Và hiện nay thì chúng tôi đã có một số cá nhân, một số tổ hợp tác đã liên kết với chúng tôi rồi, nhưng mà về tương lai khi mà mở rộng xưởng sản xuất thì vẫn là chưa đủ, nên là cũng hy vọng là sắp tới sẽ liên kết được với nhiều người dân hơn để vừa tạo được cái nguồn thu cho người dân có kinh tế tốt hơn, và đồng thời chúng tôi cũng có cái nguồn nguyên liệu sạch và đảm bảo để có thể sản xuất và cung cấp cho người tiêu dùng. Từ những chủ trương và giải pháp phù hợp trong lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, cùng với sự chủ động đồng thuận cao của người dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đã tạo tiền đề vững chắc để đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đời sống kinh tế xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã đạt trên 438 tỷ đồng, tăng 2.232 lần so với năm 1983. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng, với cơ cấu ngành nông lâm thủy sản 46%, thương mại dịch vụ 29,7%, công nghiệp xây dựng 24,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng một năm, tăng 136 lần so với năm 1983. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 6,5%,
tổng số hộ trên địa bàn. Với cái thực tại bây giờ so với trước kia thì nó cũng khác nhiều rồi. Đấy. Bây giờ đường đi thì được sự đầu tư của cấp trên thì nó các thôn làng đều vệ tung hóa cả. Và cái nhận thức của bà con ở trong làng với cái giới trẻ bây giờ thì người ta làm rất năng nổ hơn trước kia. So với trước kia thì bằng với cái những người già chủ yếu là chọc tỉa kiếm gì thì ăn nấy, nhưng bây giờ lớp trẻ nó năng nổ lắm. Nó có cái chí hướng là phấn đấu, cho nên là cái cuộc sống của bà con này, nói chung ở xã Đắc Dinh để phát triển so với trước kia thì nó không khá nhiều hơn. Năm 2021, xã Đắc Rin được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là điều kiện để bắt tay vào lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu hướng đến là rút ngắn khoảng cách trình độ phát triển kinh tế xã hội giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, dân biết dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi, xã tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của người dân trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt triển khai thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, xã đã huy động các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hỗ trợ gần 100 hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo, triển khai các mô hình phát triển kinh tế vườn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp. Đồng thời, chú trọng nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tộc thiểu số. Hầu hết, các hộ dân tộc thiểu số đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa mới, phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Từ đó, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc rõ rệt. Trong thời gian vừa qua, có sự đầu tư của nhà nước, thì điện đường trường trạm sau đó, khi đó bà con nhận thức được, thì nhà nước có tạo điều kiện và hỗ trợ cho bà con. Đối với một bộ phận của bà con thì rất là phấn đấu để mà làm cái xây dựng nông thôn mới trong địa bàn của thôn. Thì hiện nay tôi thấy là bộ mặt của nông thôn mới của thôn 13 thì so với năm trước đây thì tiên tiến hơn và nó cũng sạch sẽ hơn, nó cũng an khang hơn. Thì năm tiếp theo chúng tôi là phải cố gắng phát triển kinh tế, có cái mô hình nuôi bò được có cái mô hình rồi, để tiếp tục thì vận động thì hướng dẫn bà con tiếp tục nuôi heo sữa dưa. Thứ hai nữa là thứ ba nữa là nuôi dê tiếp tới đây là nhà nước hỗ trợ để mấy cái hộ nghèo cận nghèo để được phát triển kinh tế làm mô hình. Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận và tự hào về kinh tế, công tác quốc phòng an ninh được ổn định giữ vững, quân sự địa phương thường xuyên được củng cố kiện toàn. Trải qua 40 năm, đã có hàng ngàn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an quân sự thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy và chính quyền giải quyết tốt các vấn đề đảm bảo công tác an ninh trật tự, giữ vững an ninh nông thôn. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sôi nổi, thu hút được nhiều đối tượng tham gia và thu được nhiều kết quả. Đến nay, toàn xã có 9 trên 9 thôn văn hóa với tổng số 1.667 hộ gia đình văn hóa, chiếm 84,3% tổng số hộ. 100% các khu dân cư đã xây dựng được hương ước, quy ước. 100% thôn người dân tộc thiểu số có nhà rông văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Các thiết chế văn hóa dân gian của người dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn xã đạt được những kết quả quan trọng. Hiện xã có 1 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 4 trên 4 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong những năm vừa qua, thì về cơ sở vật chất đã được các cấp đầu tư xây dựng và được sự quan tâm của Ủy ban dân huyện trong cái việc mà đảm bảo cái cơ sở vật chất của nhà trường và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Và nhà trường đã đạt
trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 3 năm 2021. Bên cạnh đó thì việc xây dựng bồi dưỡng đội ngũ nhà trường đã được chú trọng. Đồng thời trong cái vấn đề triển khai công tác dạy học thì nhà trường đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như việc nâng cao tỷ lệ chuyên cần, rồi thực hiện nghiêm túc cái nghị quyết 02 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã chú trọng trong việc xây dựng chất lượng mũi nhọn, và trong các năm học vừa qua thì số lượng học sinh đạt học sinh giỏi các cấp cũng đã được nâng lên, năm sau luôn luôn cao hơn năm trước. Từ những kết quả đạt được đã tạo nên một xã Đắc Hờ Rin vững mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị. Những kết quả trên đã tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là động lực, là tiền đề để Đảng ủy chính quyền xã đề ra những chủ trương, quyết sách trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Trong thời gian tới thì trên cơ sở những cái chương trình kế hoạch của huyện ủy thì Đảng ủy sẽ tiếp tục cụ thể hóa nó phù hợp với địa phương, đặc biệt là trong cái việc mà chuyển đổi cây trồng có giá trị. Cái thứ hai là tiếp tục thành lập các cái tổ hợp tác xã, các tổ liên kết để trong cái việc mà liên kết giữa phát triển kinh tế của người dân cũng như là các cái doanh nghiệp tìm cái đầu ra cho cái sản phẩm của bà con, mang lại cái giá trị để nâng cao cái đời sống của người dân trong cái giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong cái triển khai thực hiện cái lộ trình xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2025 thì trên cơ sở các tiêu chí này Đảng ủy sẽ lãnh đạo chỉ đạo để làm sao đến năm 2025 thì xã đạt cái bộ tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, nâng cao cái thu nhập cho người dân hiện nay trên địa bàn. Ngày xưa thì các ông cha ngày xưa đã về đây là lập nghiệp làm kinh tế ở các cái thời kỳ khó khăn mà đã xây dựng lên được một cái thôn phát triển như hiện nay, thì với thế hệ trẻ của chúng tôi thì phải học tập và cố gắng nhiều hơn nữa để từng bước xây dựng thôn ngày càng phát triển theo đúng chỉ đạo của cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy. Và sắp tới sẽ cũng cố gắng mà xây dựng hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2024 sẽ đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển gắn với duy trì, nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới, những đổi thay một cách căn bản toàn diện đã tạo nên một diện mạo xã Đắc Hờ Rin hoàn toàn mới. Nhìn lại chặng đường những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đắc Hờ Rin tự hào về những kết quả đã giành được. Đây là tài sản vô cùng quý giá, là động lực to lớn thúc đẩy Đảng bộ và nhân dân xã phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm bước tiếp trên chặng đường tiếp theo.